Cũng trong sáng nay, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về một số nội dung có ý kiến khác nhau của dự án luật thanh tra sửa đổi. Dự án luật thanh tra sửa đổi đã được trình Quốc hội thay kỳ họp thứ ba. Đến nay, dự án luật đã được tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện theo ý kiến đại biểu Quốc hội. Trong đó đã có 111 điều, trong tổng số 118 điều được chỉnh lý, hoàn thiện. Có ý kiến đề nghị thành lập cơ quan thanh tra tại một số cục thuộc tổng cục là đơn vị ngành dọc đóng tại địa phương vì qua rà soát cho thấy để đáp ứng yêu cầu quản lý, một số luật hiện hành như luật quản lý thuế, luật thông kê đã quy định giao các cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Nếu không tổ chức cơ quan thanh tra tại cục thuế địa phương thì chỉ với đội ngũ công chức thanh tra tại tổng cục thuế không thể đảm đương được khối lượng công việc rất lớn mà các cơ quan thanh tra thuế tại địa phương đang đảm nhiệm. Bộ Tài chính cho rằng nếu bỏ chức năng thanh tra của cục thuế, cục hải quan tỉnh khu vực thì ngân sách nhà nước sẽ có nguy cơ thất thu thất thu thuế nhiều nghìn tỷ đồng. Thảo luận tại hội trường, một số đại biểu đề nghị dự thảo luật cần quy định rõ hơn việc thành lập các cơ quan thanh tra các cấp, thanh tra chuyên ngành, tạo cơ sở pháp lý minh bạch cho công tác thanh tra, không phát sinh biên chế, tổ chức bộ máy, tránh chồng lấn, đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước ở các cấp ngành, nhất là trong giải quyết khiếu nại, tố cáo. Cần quy định ngay trong luật những tiêu chí, điều kiện được thành lập tổ chức thanh tra sở để tạo sự thống nhất chung trong toàn quốc bởi với quy định như trong dự thảo sẽ dẫn đến sự tùy nghi. Cùng một chức năng nhiệm vụ, cùng phạm vi quản lý nhà nước nhưng mỗi địa phương lại có một mô hình khác nhau. Trong luật này cái cụm từ mà không chồng chéo trùng lặp được lặp lại nhiều lần. Tuy không trùng về nội dung, không trùng về thời điểm thanh tra nhưng có quá nhiều cái cuộc thanh tra. Và ngoài ra thì còn có thể có các cái cuộc kiểm toán kiểm tra về địa phương. Vậy thì cứ đoàn này đi, đoàn khác tới. Cho nên cái thời gian mà chuẩn bị cái nội dung tài liệu để mà phục vụ các đoàn là quá nhiều, ảnh hưởng đến cái điều hành hoạt động của địa phương. Những ý kiến của các vị đại biểu quốc hội cũng đã phân tích sâu sắc, góp ý vào nhiều nội dung cụ thể nhằm bảo đảm tính tổng nhất của hệ thống pháp luật, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra.